Đậu vô thăm hôm nay à. Chỗ này bà còn đi xin nữa không? Không. Dạ. Cái bà đi á. Dạ. Ai đi? Tụi cái bà đi xin ra đi hi. Này đó. Đây hả? Trời ơi. Trời ơi. Không bán bán chụp hình luôn coi. Ở đây em chụp nó. Đâu mà đau dữ hả? Dạ chẳng lấy gói đi cơ. Rồi bỏ rồi. Ông kia đấy mà ông mày đấy nữa hả? Giờ em một bên em nhà chăm sóc hai người. Đi gói chỗ. Trời ơi. Tốt quần rồi kìa. Lên. Tốt quần rồi. Giả đại giả đồng lên để coi. Cái này còn coi tay gì nữa không? Hả? Nó coi tay coi. Gì? Bột bên này chưa hết nè. Chưa hết nữa hả? Dạ không có làm cướp điện. Cướp điện hả? Dạ. Cướp điện kia. Nhà mình có mấy người? Dạ bốn người rồi. Cửa này còn có đi đâu nữa không? Không, nghỉ luôn rồi. Có bệnh thì nghỉ luôn á. Cái hồi mà ba chưa bệnh á, đi nhiều lắm. Đi lên đám trai nhà thầy á. Đám trai cho đám trung á. Đâu đi ra chiếc xe ngồi coi. Ra chiếc xe ngồi nói chuyện á. Ngồi đi. Chiếc xe này chiếc xe huyền hội đi ha. Xe này người ta cho người ta hạ cho xe á. Người ta hàng ha. Dạ, cho ba còn hai chiếc nữa kìa. Trời ơi. Dữ vậy hả? Cái xe này trước anh mà kéo ngoại, bà ngoại đi ăn xin đi hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Còn xe này có chung này luôn nè. Tới ba xe. Ba xe. Mà bán chiếc còn ba, bốn, bán chiếc còn ba. Bán sử dụng hay gì? Dạ. Cái kia nó gãy chiếc xe đó. Cái xe gãy. Kéo đi ăn xin mà tới ba chiếc lên đó hả? Đi lụm với chai với đằng á. Đi lụm chai mũ mà yên nè. Mà thấy đằng nè. Cái này có đi xin đâu nữa không? Không. Nghỉ luôn hả? Chờ sao nghỉ đi xin rồi. Rồi nhà lấy gì ăn? Lấy gì ăn? Hả? Nhà lấy gì ăn? Ở nhà... Lấy mũ hả? Giờ đâu có lụm nữa, nghỉ rồi. Giờ đó là ông này với nó, lúc đó má bà còn đi được thì... Cái cậu mà cái sĩ á, cậu dạch tôi cho đăng cái cha ăn... Vậy ông cha ăn cái chung á, lâu lắm bài băm, hồi bà cậu Mạnh ấy, cậu Mạnh. Dạ, ông đi bằng du lịch đó. Ông qua phía này khỏi làm nhà gì, làm cái nông dịch, chơi với xe lăn, còn ông á, kinh nghiệm á. Cái này có vợ chưa? Ai chịu mươi. Vậy? Không biết chữ. Không biết chữ thì có vợ cũng được mà. Thôi dốt mà, không biết chữ, không có tiền cứ. Không có tiền cứ hả? Không. Có tiền rồi cứ không? Hả? Có tiền rồi chịu cứ không? Giấy ông cũng số đi. Vậy? Số rồi kiếm tôi đứa. Giấy cũng số ha? Cho vàng, kia chị cho vàng cứ nha. Bữa nay mua số 14 đi, 24 đi. 14 hả? Được mua số đề nha, mua số thích á. Này à, sẽ chuỗi chưa biết chăng à? Biết không? Biết lâu rồi. Chiếc xe này thường là ảnh kéo bà cụ đi xin đi hả mọi người? Đi lụm đồ. Đi lụm đồ chứ. Đi lụm này nè, mà thế này nè. Lụm mũ ha. Lụm chay nước suối chứ biết không? Chay nước suối cao. Nè, lụm ba thứ này nè, bê nè. Đâu? Nè. Mà thứ này nè. Đâu? Này bán được. Lụm nó đó ha. Cái ở ngoài đường á, bây giờ hết đi rồi. Ai té? Tôi kéo bả đi dập anh cậu cái sĩ ca sĩ á. Rồi bả bây giờ yếu hay gì không đi nữa rồi? Không, bà bệnh nhà chừng nào bả hết bệnh rồi đi nữa. Hết bệnh rồi mới trở đi nữa ha. Hả, dập chị này chứ đâu á, dập chỉ. Dập không? Đang hồi đó mẹ còn bả chưa bệnh á, dập chỉ khúc mà. Đã kéo qua đi quậy á. Dập chị đó lâu lắm rồi. Gặp hồi nào? Lâu lắm rồi, hai mà chưa dập mà cái sĩ á chưa. Hả? Nhìn có phải không? Mà không biết tên thì biết mặt à. Mà phải không? Rồi cái này là ở nhà luôn, chừng nào bỏ hết thì mới đi ha. Người đó đi xã khi tôi đi lính á. Bắt đi bộ đội á, đâu đi vụ này nè, đi đâu đi được. Hồi đó đi mà vụ á, hồi đó. Rồi chiếc xe này còn chạy được ha, còn kéo được ha. Còn kéo được mà anh
Chừng nào mà nó hư á, không có tiền mua bánh xe. Cái xe cứ mua bánh xe thế này cho ngãi nha. Mua thế nào? Nghe vậy không? Ừ. Xe Bình Dương á, xe ấy à, mua cho bả một chiếc á, kinh nghiệm á, xe bự á. Xe bự ha. Mà ra chữ nha. Nè. Ai mua? Ấy là Bình Dương mua nè. Nè, Bình Dương mua nè. Bình Dương ha. À, Bình Dương á, xa lắm. Mua lâu lắm rồi mà cái vỏ này hư rồi nè. Cái vỏ này hư rồi. Ừ. Cái sao có xuống rồi mua cái này cho bả nha. Mua bánh xe mới á. Chính sao mua ha. Ừ. Mua bốn bánh nha. Đâu? Nè nó hư rồi. Hư chưa nè, thấy hả? Ừ, hư bánh. Vô nhà nó vụn nè, hơi lụm vô nè. Rồi tối nay ngủ đây hả? Không có, đợi xe đợi. Đợi xe lại ha. Chạy cảnh hư sao? Xe này bự quá trời sao kéo nổi? Nổi mà như vậy mình sửa lại làm cái xe mà đi mua cho được mà xe lôi được không? Xe à. Lôi á. Em xe lôi ha. Ừ. Ừ bữa nào cái xe chị làm cho bản chiếc đi. Cái xe làm xe lôi được không? Được. Ừ xe kêu, này nặng quá à. Kêu hợ làm. Cậu nói làm rồi kéo vô đây. Ừ. Làm rồi giỏi áo ngoài tôi kéo vô. Ừ. Cái này còn coi tay nữa không? Rồi đó coi chỉ thị và hết rồi coi rồi. Hết rồi hả? Chúng. Chúng không? Chúng mà mua số rồi mà vô bốn con còn coi nó đủ sáu con. Ừ, coi tiếng vậy lúc đó nói làm sao? Nó nói ổng có vợ chứ ổng nói chưa vợ à, tin ổng. Ổng nói chưa vợ ha. Với ông nha tài xế kia kìa. Ông tài xế nào? Tài xế chung với ông chỉ vậy luôn. Ừ. Bữa nay ông được luôn rồi. Bị thích luôn hả? Ừ. Nghỉ xuống rồi hả? Bị dù bệnh nè, bệnh á. Dịch bệnh đấy ha. À chừng nào dù bệnh rồi ổng đi gì tìm nói gì. Khó điện thoại lắm mà không biết xài tức quá. Có điện thoại không? Không. Khó điện thoại mà không biết xài ha. Ừ. Thì nào cậu có mua điện thoại mới cho điện thoại nha. Ừ. Này rẻ mà. Này nguyên cục. Hả? Nguyên cục. Rẻ ghê ha. Bữa nào mua cho ông cục đi. Mua cục ha. Mua hai cục. Hai cục ha. Dán vô cho ông Mạnh nữa. Mạnh dán vô nói chuyện nghe được. Ừ. Này xài pin không? Xài điện. Xài pin. Pin nhỏ xíu không? Pin nhà xài đâu? Pin nhỏ xíu à? Nó bằng dài không? Mà phụ nữ không? Ừ vậy đó. Dạ. Ừ. Xong có vợ đi. Thôi à, chịu không mấy chữ rồi cứ. Hả? Hồi đó tôi đi lính rồi có vợ tiêu rồi. Đồng ca khúc rồi. Hả? Ca rồi. Không biết ca. Ca khúc đi rồi cho bà con người ta nghe nè, cho tướng Vĩ nghe nè. Cái sao mua bánh kem nha, anh nhị Nhật Bá. Mua bánh kem ha. Ờ, anh thị trường biết không, anh thị trường không biết không? Không. Ông ngồi đó, ông ăn chị Nhật Bá hai lần á. Ừ. Hồi mà anh chưa bị đánh cái đạn với ấy á, chưa. Lâu lắm rồi. Ừ. Chị này chị thứ mấy vậy? Ừ. Giá chị này trúng số á. Trúng không? Giờ mai trúng. Ừ. Ăn vừa là sao bẻ được. Cái sao nha, cái sao lên bẻ nha. Ừ. Chính sao lên bẻ hả? Ừ. Nó khô quá thì sao khô buồn á. Khô buồn ha. Ừ. Rồi đi chở lôi mẹ đi gì mệt không? Không. Gặp mấy cô kia nè cứu cho tiền mua thuốc uống vậy á. Cho tiền muốn uống ha. Ừ. Biết xài tiền không? Đều nhiều rồi, không biết. Từ 50, 100, 200, 500 biết nhiều mà. Biết nhiều ha. Dạ. Rồi không đi lắm luôn mà, cái chuyện này nè. Ừ. Hà mà chưa gặp, mà cái sĩ á, chưa gặp nha. Ừ. Thấy đi hoài gì? Thấy ha. Đi xe bự. Trang khúc đi, trang khúc rồi cho tiền. Ca. Không biết ca. Ca Hy Đại rồi. Ôi, không dám ca. Ca đi bữa hôm ca đây, bữa hôm ca được đây. Không biết chữ, dốt. Ca Hy Đại đi. Nghe chị nào cho ngày nào cứ dạy rồi cho dàn cứ rồi ca đi rồi nữa cho dàn cứ rồi đốt rồi ca không biết chữ ca Hí Đại đó mua hấm ca đó không có ca đi ơi không biết chữ. Ừ. Không biết ca được không chỉ tướng Vĩ có vợ canh nào hả được không nói tướng Vĩ có vợ canh nào anh mới chưa có vợ em biết ổng. Ông nói chưa có vợ hả? Kỳ vậy? Ừ. Rồi ca đi. Không biết ca. Không biết chữ. Mắc cỡ rồi. Rồi ngồi lên xe này đi. Ừ? Ngồi nè. Chiếc xe này là lôi kéo bà cụ đi hết mọi người. Kéo đi lâu lắm rồi. Tính chừng nào đi nữa, bả hết rồi đi nữa ha.
nhà bà bước giờ bà chưa bước được, còn yếu. Chừng nào bước mới được? Ai biết bà. Ăn cơm gì chưa anh? Dạ bị điện cúp rồi là sao nấu cơm được? Nhìn đó luôn hả? Không có, chừng nào có điện hả nấu lại. Sao ăn cơm rồi? Thế ăn cơm gì? Ăn gì tôi nhỏ tuổi ngon kêu bằng Hiền đi. Tôi nhỏ tuổi ngon nhiều tuổi mà không biết tuổi luôn. Không biết tuổi luôn. Tuổi con mèo á. 20 giờ. 20 giờ. Lớn mà. 20 tuổi giờ. Không biết mà tuổi con mèo đâu cộng quá. Mèo ha. Mèo ha. Muốn vợ không? Mèo lớn. Có muốn vợ không? Không. Sao hả? Bị không biết lỗi với hai nữa không biết chữ nhưng mà. Không biết chữ đâu có liên quan gì tới muốn vợ. Rồi. Ai giá luôn. Ai giá hả? Sao giá luôn. À? Rồi không vậy là anh làm gì để sống? Ừ. Anh về anh làm gì sống? Cái này bả có mắc xe mấy người mà bị dính đồ mì gì á, thù mì á. Đi làm từ thiện. Dạ. Người ta cho tiền hả? Hả? À. Đi làm từ thiện người ta cho tiền không? Người ta cho nhiêu cho mình nó mới chữ cơm mà mình ăn. Anh nói gì không hiểu luôn. Mình cho người ta cho ăn cơm mình ăn ha. Trả tiền mình lấy cho nhiêu cho. Cho nhiêu cho rồi, ha. Mà không biết chữ. Nhưng mà xe bự không gì á. Xe bự ha. Ừ. Thì sao không đi học đi? Thì nó học cái lớp 1 à. Học lớp 1 phải ha. Dốt. Ừ. Không biết chữ của vợ cũng được mà. Rồi, ai có dài hơn. Như vậy. Đi kéo qua đi dài dài có ai chọc không? Có ai không, hỏi? Mấy nhỏ thấy có dài không? Cứ hoài. Mấy nhỏ nào? Mấy nhỏ quán bia. Ghê vậy. Mấy nhỏ bán bia mà ha. Ở trên miếu á. Có mấy nhỏ bán bia mà chọc nữa hả? Có cũng có. Ở trên miếu. Ở trên miếu á. Nó chọc sao? Nó hỏi gì như tuổi nó không biết chữ. Học được mấy mà cho nó học 15 gì á. Ừ. Nó dốt. Nó nhà ở đâu? Ở bên Mỹ á. Sao biết mấy nhỏ bị không? Bị chưa đi cái bà đi đường đó đi trên nhà đi đi trên đi nhà thờ á. Đi ngang quán ha. Quán nhà thờ giặt cho uống nước uống gì á. Ờ đi nhà thờ ha. Nó bán quán nước. Nhìn đầu chúa hả? Hả? Đầu chúa hả? Dạ. Bữa nào có đi. Nghĩ lâu rồi, hồi đó nhập cái sĩ đó là mà lâu rồi. Ừ, đạo chúa ha. Ừ. Trời ơi. Rồi mốt còn ra mấy con nhỏ nữa không? Không, dạ, mấy nhỏ đó. Nó không chịu tôi, chịu con mang không à, con mang tỉnh á. Con mang đi quậy vậy. Con mang tỉnh á. Anh có vô trọng thử không? Thôi, bà chị ra chắc đâu dám đi. Thì ở nhà có chơi thử chưa? Thôi, tôi hiểu, tôi coi trong đài hiểu rồi. Còn sao, trong đài sao? Cũng quá bị ôm rồi. Dạ. Mà nhà hồ đó, nó có lộn nó bao ngoan quy dưới nhựa. Cô trên đài hiểu rồi ha. Ừ. Là xã Sida ha. Cái này cũng vậy gì? Có Sida đâu xã? Có, sao không không? Không có. Rồi giờ muốn gì? Hả? Muốn gì? Giờ muốn gì? Là muốn xe lôi mà xe mà chở chỏi, ơi chở chỏi thì làm cho là nè, thế là nè, hiểu không? Ừ. Là xe xe chở xe nè. Xe chở ba này nữa ha. Ừ, đi bán đi mua. Bán bữa nhiêu? Nhiều là chừng 50 gì đó. Nhiều quá không biết. Ít thì vừa hay rồi chở qua đi trời mưa rồi sao? Có, tôi chỉ đó đi. Không có lúc bà ngoại kìa, lúc bà kìa. Ngày đó là lụm gì à, cái gì đó bán. Không có mà trời mưa rồi sao bà đi được á? Trời nắng đi. Bây giờ bà đi luôn rồi. Ừ. Nói thì bữa nay em lại em thăm cái hoàn cảnh mà... Tên Hiền. Cái anh Hiền chở mẹ anh đi. Anh Hiền không chịu, tên Hiền đi. Tên Hiền. Ừ. Ờ. Anh Hiền không chịu không biết tuổi luôn. Ừ. Anh Hiền. Ừ. Hiền chứ. Hả? Tên Hiền. Kêu Hiền ha. Ừ. Vậy. Hiền chở bà đi, lôi bà đi lụm ba cái dây chai này hả mọi người. Thì đây thì lúc trước thì Tân Bỉ cũng có quay rồi. Nên giờ anh không có vô nữa thì... Hỏi mình thấy ông đi mình này nè. Vô đây hâm anh Hiền với bà cụ ha. Anh Hiền nữa, tên Hiền chứ anh Hiền hoài. Hả? Ông cơ sĩ kêu bà anh Hiền tôi không chịu luôn. Kêu anh Hiền? Hả? Ông cơ sĩ á, chứ tôi bà anh Hiền không chịu. Sao kìa? Cái Hiền. Tôi nhỏ tuổi ông. Kêu anh Hiền. Ông có dạy tôi biết chứ. Ờ, mà kêu anh Hiền. Thôi. Chịu không? Không, kêu bà Hiền à. Kêu bà Hiền hả? Ừ. Kì vậy? Cách người ngoại mới nha. Hả? Cách người quần áo mới. Ủa không mới ha. Ra đâu mà thử ra vừa không? Thử gì? Mà thử ra đây. Mang thử hả? Lỏng rồi lỏng. Vừa không? Không. Vừa không? Không. Ừ. Đó thì bữa nay em tới đây em cũng hâm và em chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Mọi người cho Minh Tăng xin like và cái chia sẻ ha. Rồi chào khán giả đây. Chào khán giả rồi. Rồi.